Sân bay Phù Cát những ngày này là không khí nhộn nhịp, chuyến bay nối tiếp chuyến bay, những cánh én bạc tự tin cất cánh vút bay trong nắng của các học viên Trung đoàn 940, trường sĩ quan không quân, báo hiệu một mùa bay đơn đã đến. Ở đây, các anh gọi là mùa của sự trưởng thành. Sau khi phi công ngồi vào buồng lái thì sau khi phi công kiểm tra tiếp thu máy bay trước khi vào buồng lái tốt, phi công ngồi vào buồng lái thì ta tiến hành mặc dù thì các em lưu ý là khi các em chỉnh cái dây đai dù làm sao cho cái dây đùi nó khít vào với đùi của mình, không để nó lỏng lẻo, luôn phải đi theo và hướng dẫn tất cả các nội dung về những cái trang thiết bị mà có thể dễ xảy ra những cái tình huống hỏng hóc hoặc là những cái điểm cần đặc biệt lưu ý trên máy bay để hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ cho học viên nắm được và từ đó học viên sẽ thực hiện chuyến bay nó an toàn hơn. Trong quá trình huấn luyện bay bảo đảm an toàn bay thì công tác chuẩn bị bay hết sức quan trọng. Những kiến thức mà các thầy trang bị cho chúng tôi là những kiến thức cơ bản, thiết thực để vận dụng vào trong quá trình bay, sao cho chất lượng một chuyến bay được bảo đảm tốt nhất. Trong quá trình khi thải đơn học viên, thì đối với học viên là bay đơn chuyến đầu tiên trên máy bay IF-130, thì cảm xúc của tôi thì rất hồi hộp và lo lắng. Cũng chỉ mong là học viên làm sao khi từ những cái bước ban đầu tiếp thu máy bay và sau khi lên buồng lái mở máy thực hiện một chuyến bay về hạ cánh bảo đảm an toàn đúng theo tiến độ. Ban đầu thì có hơi hồi hộp bởi vì máy bay mới, trang thiết bị khí tài mới. Nhưng qua thời gian nỗ lực cố gắng được sự dạy dỗ chỉ bảo của các thầy quan tâm giúp đỡ của thủ trưởng trung đoàn đơn vị nên tôi đã hoàn thành chuyến bay đơn của mình đầu tiên trên máy bay IF-130 ngày hôm nay. Sau khi học viên hoàn thành một chuyến bay đơn vòng kín đầu tiên trên máy bay IF-130 thì trước tiên là bản thân tôi cảm thấy rất là vui và tự hào vì một phần đã góp sức, một công sức rất là nhỏ thôi để uốn nắn và dạy dỗ học viên làm sao có thể tự mình khẳng định, góp sức nhiều hơn nữa trong quá trình sau này các đồng chí khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cảm xúc của tôi hôm nay sau khi thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên máy bay IF-130 thì rất là vui vì đã tự sau khi được trang bị kiến thức của các thầy và đơn tại đơn vị thì đã thực hiện thành công chuyến bay đơn của mình đầu tiên trên máy bay IF-130. Thầy là những người chắp cánh cho giấc mơ bay của chúng tôi.